Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 quốc gia và đội tuyển Olympic quốc gia Việt Nam. Tại buổi lễ ra mắt, ông Park tự tin mình sẽ đạt được mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới, đồng thời cũng khẳng định lối chơi mà ông xây dựng sẽ dựa trên những đường chuyền ngắn, khả năng kiểm soát bóng và là một lối chơi tấn công đẹp mắt. Sau khi xem trận đấu của đội tuyển Việt Nam tối qua, thì ông tin rằng cầu thủ Việt Nam phù hợp với lối chơi mà ông đang xây dựng. Thử thách đầu tiên với huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ là lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Afghanistan trên sân nhà vào ngày 14 tháng 11 tới.